pháp danh sinh vay sinh ly si sang cô tàn phục chính trung vân phòng tham bi chỗ phát cha đã bệt bị chỗ thầy soi a sa mơ ba ca sét khăn soi dương a mơ ba qua na sét khai sét khai pi bao lương cha ba lương thế gì đang đang nhị sầu cha ra nhị cúc mân a ti lên pi pi này lão cụ ba ti a mi kiên niên a ti mi hàn lão tham a vi siêu long khăn tham mân a ti siêu sản phu si ao vi bảy cầm khăn ti bảy cùn áo tham bị mưu tì phần mổ phần xàm mình mưu ổ phần xàm chân ngà bà kinh bố ngon đó là tì bố đầy văn đầy chỉ ngột văn nhà nhì chân cầm khẩu mà bác cả lâu xa cầm à khẩu chăn man hương bà quan văn chương ba cả sầm dưng bốc xê tuần bạc quan sầm dưng ba xét khẩy nam nhang chín xả lại tu con nam soi dương lại tàng thằng ơi à soi xa khẩn say kê bị cha say kê khi dùng khi quang vì sinh chung pháp ba dùng pháp cùng bề mình à chân à sinh à dùng sinh bằng phục tổng pháp chi pháp xin thiên công à linh vi sinh ly vi à tự gen vi tình phương trong tham vi châu pháp bên cầu vĩ chỗ thầy soi ta mưa bắc cả xét căn ba căn xét khay khẩu tu lớn hồ lương cha ba lương thế ba ca sầm dương bốc xét khoan ba quan sầm dương ba xét khay lục nam nhang chín ta lai tu con a nam nhang soi dương lại tạm soi cha cần thấy kế hồn cha chu cha cốc thấy kế mẹ thấy luôn thấy mô chỗ thấy tạo thấy sinh thấy phát mơ nàng a sa nàng thiên nàng tay quân dâm chết ra bên mơ bên rồi mơ thấy kế tổ sư thành sư pháp sư chữ vị vang quan pha ma tôn pháp tạo sang pha ba nguyện huyền lộc pha vi huyền đơn say kế chú tạo minh chú pháp chung chú tạo lên say kế ông thử chung thiên chủ công hùng dị minh mạng tạo phục bồ lô tín chương song sa ma vi chú pháp bệt cầu vi chú say say kế lòng hết tục tạm lộ say lòng pháp lộc lo hết bộ tam tàng văn na này à thi ngột văn na nhì nhì bị bao lương cha ba lương sẽ nhì đang đang nhì sổ cha ta xếp nhì bị mân na ti liên khô bồ chắc tì cử chừng mừng cử sổ chừng ba cha ba đỡ lầy chừng khảy đỡ đàng kín bố ngon non na ti bồ đầy văn na này cầm cầu hả chết ít thế kinh bố ngon non tì bồ đầy chất xếp ết áp bì lên khúc lao khúc tía mì khiến lao niên mân tì mì hà chưng cầm khẩu mà bắc cả lâu sai thế là sinh năm năm tư đó nè cầm khẩu than mana hương bác quan ban chương bác cả sầm dương bốc xét quan bác quan sầm dương và xét khay lộc nam nhắng chín thả lại tu con nam nhang soi dương lại tạm soi xa cần say kế hồn cha dương cha nhiên cha sầm cha quân cha la cha gì cha lắm cha đường cha sầm cha tỷ bồ sau có thiên tàng lộc lộ say kế sama tỷ tỷ bồ vi an mà ăn cây ô mà cha hỏi cha đang chứng thế tập cha đang chủ thế cái tròn nết cái soi hương trong không tròn nên không soi xa soi xa mưa bạc cả xét phân soi dưng mưa bạc cần xét khay lục nam nhân chín xa lại tu con nam soi dưng lại tàn linh
nhây xoay tha khăn thay kê hùng cha cha kê cha lì cha ô phùng cha tu tạm bân bân thành bân quan ai thi xoay tha mơ bác ca xếp quan bác can xếp khảy lũng nam nhang chín tha lai tu xoay dừng lại tạm xoay tha khăn thay kê tu tạm tường quan xoay dừng khăn tu nhà tường cả tường quan từng phép tu lầm quan tu mốc soi thả khẩn tương cả sẽ quan soi dâng cả tương căn sẽ thay tương cả niệm thứ thay ra lầm tương quan niệm thứ kinh ra lao chỉ thay cây mắt thu gom bang chỉ dùng cây mắt nhà gom phốt ba ca sầm dâng bốc sẽ quan bác cần sầm dâng và sẽ thay đúng nam nhân ta lại tu soi dừng lại tạm dừng người soi xa cần chẳng hạ mi tạm soi dừng thần chẳng lâu tạm mi soi xa cần cố chi na nhà soi dừng cần cố tha na tạm soi xa cần na tạm sắp xin soi dừng cần nu xin ta màn lắm mơ tân lâu khỏi cần mơ suy lô kim nơi ba mơ sân đô ác kha ma tô cầm bà liền giao khay máu bồ cầm tao liền xìm sa ma mơ sa na si chi tình mơ thế thì châu kéo cưng bao khay tu nọc tung khay xa bạc ca khay xa lịch xa căng và quan khay xa căng xa kết khay khẩu tu mây bên vắc ngòm mừng khay khẩu tu mây bên vừng ngòm vắc về na mi song sư về lăng mi ngược trong phấn mi bên tan trong ngang mi bạch mà bên nóc trung bên xa bạch ca bay bên trung lúc đam lầy mà khâu sao mà bác ông con nam lầy lòng khâu sao đúng ba ca tình số cháp khâu trường nam bác bà tiếp phương lương khâu tạm lùng nam lầy đây xa mà công con nam soi đầy ương mà khơi theo nay mà từng khai bác qua na bay này mà từng nhà từng thêm ba ca nằng công an bao nam bác quan nằng công tăng bao ngon công nam bao minh thêm bao hộ bao mưa thấy châu họ hồn cha ết ninh bao mưa thấy châu họ dừng cha nhị ninh bao mưa thấy châu họ nguyện cha ết ninh thầy chỗ thôn thì mưa pha bốc pha bình xây chúng thôn nên mưa pha và pha mà pha đầy lại lúc bao ta phải cũng đầy lại lần đại con ma tì tạp am thầy chỗ tì tóc tì pa cưng mừng tóc mừng pha thử lúc nam mà bao mình tìm bao hồ bao mưa lúc em nọ chú cha ê ninh sợ lúc mình on tiêu bồ bay hào quang mê tam quay mô qua mình ngon chiều mình mạ pháp luôn mình bao mình bang chiếu lùng từng pháp thế tai mình mã trăng hạ tổ trên tai mình luồng trăng lau tổ phủ mưa tai tê cầm ân từng cha mưa xa tê cầm súng tương ca bát ca tê tóc tê pa cưng mừng tóc mừng cha sư xong đã mà bao mình thế mà bao bao mưa áo lưng cha ba lưng thề đang đang nhị số chất xếp SPT ya lên cúc lông nằm bao mía thêm bao hồ bao mưa lăn bao hồ lưng cha và lưng thầy ép đang đang tiết số nhị đang hơn nhờ nhị đang đang nhị số đầy nhị xếp bì lên cúc băng được bao tài gì đó bao mía thêm bao hồ bao mưa mừng xếp xí bao mưa tạm thổ công phú xã thôn cai kinh còn công thổ kỳ ban po nằm mê này thổ công ban po cai mê cồn thổ kỳ cồn nu bản kinh nương thổ công cồn nu po mu lên kinh bốc chân ngân chú xin bài cúc cẩn hậu xin phiêu phiêu này tia cầu sanh thổ thì bài này thì khâu tam thổ công lục đam mau thổ kỳ chân mình con nam sinh thổ công long chứng kiến sinh ngô tay chào quân sinh cha tin chào chờ đầm thâu đầm ly đầm trung chi thâu ốc lưng cha ba lưng thầy quân mi ô chủ mi tay sinh mưa nắng a sa nắng thiên nắng tay quân dâm ngủ bên biển thổi đầm con đầm
tâm môn đầm lăng hộ lưng cha ba được thế xin công xin phù lưng cha ba tí lưng thế và na này lòng hết cúc tam lộ cha chung hộ lưng cha nhân lòng hết phổ tam tàng bố chắc tí cờ chứng mừng cờ trách lao tu lên bố mình về cha cha mình bố đầy bình an lô văn này à thi hốt văn nhì nhì chứng cắm khâu mà xây tăng cưng mừng tăng bàn tam con tam ơn tam lăng lưng cha và đường sẽ xin công xin phổ lưng cha và đường sẽ khai tu ốc sống phát tắc canh cử đôi bên nam tu lần lưng cha và đường sẽ tu lần đào sẵn đầy minh phê cha chạy chân đầy bên nhà nữ khai tu sống phát tắc canh cử đôi bên mi bác lăng văm mi cầm lăng mơ ô lưng cha và đường sẽ đi đang đang nhì sổ chất ít phố bên phía cơ chừng mừng cơ trách tỷ cơ chừng mừng cơ thô xa bưng sải tô mà bưng xa tô theo thầy kế biến phép cầu tu lưng lưng cha xây lô phiên săn mưa tô nhà là lưng thề cho là chữ a họ lưng cha ít đang nhà nhì đang đang nhì sổ chất ít bị đến khúc tu lưng ở đây mẹ bệnh cha chết mừng đầy bình an tu lưng bồ đầy bình an mát mẹ bị lại ngô kỹ mà xăm dâm mang mà chim sao đây này tiêu tân xa bừng sai tổ mà bừng cha tia tổ tiểu họ được cha tăng hết đầy phình tăng kinh mô đầy chính chỗ chung lương cha ba linh thị chấp chấp rp tí lên khúc khúc tài kiên nhiệt mê tí tài hàng chân chờ xăm vi xỉu lúng khăn xăm tí xiêu san phú xì âu vi mơ tí phần mồ phú xì tí âu a tham khăn mơ ổ phân san thầy bình chừng chờ tôi lớn na đồ đây mình về cha chết cô đầy bình an lúc lớn họ a lương cha ba lương sề cha bưng sải tổ ma bưng xa tổ tèo ngày ngày tì đây này mình là tì tân sự sụp vào gặp tình tôi lớn mình bộ đây mình về cha chết mình bộ đầy bình an này. Sa áo đầy này tì áo tân áo lương cha ba tì lương sề rù lương à mi ngô kỳ ma sam mi kỳ dâm săn dâm mang tì ma chim ô lương cha ba lương sề nhật chữ sa tì bay này mân tì tân nhật đầy lì chi ô lương cha ba lương sề ơ nè na cơ ông được 71 tuổi nè khúc năm nay khúc mình mì khiên niên mình mì hạng nhà ăn lên mừng mì đại mình về cha chạy mừng sang đây bình an thì like đó nha hơn mừng mì like mì cái ngộ ký à ngộ ký mà thư khẩu like mì phí ngộ ký nè phí ngộ ký chấp tót như là mở rơi trang lên mừng mì cần thay on à mì đấy nhưng mà mì cần thay on nè bị bao có mừng không? Ờ, bị bao là lục bao cái có mừng. Đấy mì xử, bị nọ như nữ. Bị bao nè, đấy mì cần thay on nè, nà. Thay mì mà xà mì tấn sang, mì hết, sang hết đầy đầy nè, nà, có cần nè. Bị bao là có cái ông nó. Ờ, thế bố cháu với cái ông đấy không phải hai anh em à? Không, bố ông của ông ý, anh trai của chồng cháu ý. Con của ông, vâng. Anh trai của chồng, vâng. Ờ thế không phải bị phí, bị xử phí bao, phí non, phí bao à lư. Không phải là anh em à ư. Anh trai của chồng ấy đó, vâng. Đấy, nhưng mà mình cần thay on à, nha. Mình cần thay on, thay tóc nọc à. Thế là mất ngày. Mất như kiểu là không được hẳn hoi tử tế đâu. Đấy, xong là có thể nó mất về quỷ hay sao nhà mọi nhà anh em làm ấy không cách cho được cứ làm ăn thì vẫn làm ăn được nhưng mà nó không được bình an nhà cửa đâu mọi người đâu nhá đấy toàn có người chết về đau về đớn này chết về nó về kia này bây giờ mình cũng không thay chưa không cách được tà được quỷ đi cách tà cách quỷ bình an mát mẻ như ông năm nay được 71 tuổi này ông cũng có hạn nhá. Ờ, ông cũng bị quỷ tà về nhập về vào cái bản xác bản mệnh à, như kiểu con người như bị tai biến gì phải không ông của cháu ấy ông đang xem cái này có phải bị tai biến không đang ốm nhưng mà nó gần như sáng bị tai biến gì tôi cân nè
Tức là cái quỷ này nó về nó thư nó dính vào, thế sao lại không 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 làm ra hả? Sao vì mình siêu lùng khăn, sao mình siêu khăn tôi cần cái mi ngón nón mi đẩy na, cái này chỉ dùng mi đẩy mi ổn nè, không phải mới bị năm nay đâu, từ năm ngoái rồi, từ năm ngoái nhẹ nhẹ rồi, năm nay nó càng càng ngày càng vào nặng. Bây giờ cái vong hồn của người mẹ này áo vít bay cam áo khăn bay cuốn này, áo vít mình mở thì phần mũ áo khăn mở ổ phần san đấy. Bây giờ cái vợ nó phải đón là lấy cái vía đi vào mộ này, bây giờ chuộc vía ra mới được nhá, muốn cho ông khỏi phải chuộc vía đi, cứ làm linh tinh cái gì không thảo ông thay mà sao tân ra bà cảm. Thế à, bây giờ à, cái vía này cái bà vợ về về hỏi thăm ông đấy rồi, bắt vía đi vào mộ rồi đấy, muốn ông khỏi được phải phải chuộc cái vía ông đấy ra mới được, chuộc cái vía kiểu ông chuộc cái vía bà vợ ấy, lấy cái vía vào mộ bây giờ chuộc ra. Ở sao với vi mà áo tỷ phần một khăn sam ông mở ở phần sam, thế này ông mày cũng được đau mà, được đau được đớn à, để chấp để tót à, chứ mi mình để chấp để tót để khái nè, khái mở căn ngô tạo căn sơn quỷ bi hồn ông ma đây là khổ lai nhá. Đây con anh con em, nó là con anh con em rồi, con cháu con thôi, nhưng mà bây giờ nó bị gặp gì bị chết trẻ nữa, chết ở ngoài nữa phải không đấy. Bây giờ cứ làm rồi nhưng mà cứ trừ nó đi, cứ không muốn, có khi lại không muốn thở không phải không? Trừ mi thì mi cần thái bên đó mi. Thái bên này cần thái bên là tai nạn mi bên này à. Mi cần thái bên tai nạn mi. Thái đốt ngột. Nhưng mà trên này mình rút cho cơn hả ừ, mình mới mẻ mi, mình mới ra mình mới hết ăn văn nữa à. Mình mà thử khảo bố mừng mà nè, ra mình phải mở hứ, mình kinh toán ngài bài, mình toán lậu như này. Ra số vi mà con số khăn mà ừ na, cần là chất ép vi nè, khúc mình khảo khiến niên, mình khảo hào này, xám vi siêu lùng khăn xám, mở siêu xán, mở căn khách tỷ tăng, căn sơn tỷ lộ, cái cần thái bên này à, mình áo vi bay cam áo khăn bay cổn, đấy. Em mừng hết đấy, mừng phải hết bay ngay rồi mình tặng đi mà con tặng khăn mà hửa mình chính để hè ha, biết tặng là biết đấy ơ đấy, năm nay để chấp để tốt để khai và mưa thắt lưng thì non nhưng mà ông ấy kêu đau mà, có phải ông kêu đau không? Thế mà kín mi ngọn đấy ra thế mà đau đớn này ra ban này dù khăn đủ lá mơ phân mổ phân san ra tủ ăn khăn này đủ phải áo xiên đi mà ban xiên khăn mà hử ra tủ ăn tỉ non tỉ nặng mà nà áo cái là phạm mừng phải sao phạm tỉ nặng tỉ duôm. Cái giường của ông ấy lấy cái gì vào á? Đấy bây giờ phải thu cái phạm kia, phạm mơ thạc xì tỉ non nên mình đỉ lông ra sao phạm mà chân đầy đây nà, biết sao phạm như đấy ơ chính mi ngon non mới đầy này rút khổ lại à, mình tát khổ rú à. Trên này cái này căn kỳ tỷ thang căn sân kỳ lộ mà thứ khảo bay, trên này mình phải bay tức căn kỳ bay na xéo cái mà cầm khăn mặc quần mình phải đồ này mình phải phải còn đánh nhau đấy. Bây giờ chân chuyện tâm đấy nhận bác tâm đắc, trên này ông mày đấy được cả này, nhưng mà lúc con ông mà nếu mà xả khảo bay thì ông lúc con này đấy tôi đã sắp cái nào nữa. Cái trang lương này à, mi phát tổ khan mi vàng tổ đa, cái tổ tiên mình đi dẫn tóc ca cũng nhã tóc lai, xin lại áo tấm đen mà nhận phát áo tấm đắc mà nhận hồ nè, hứ mình mi kiến nặng bô mặt phát kiến khẩu mi mặc phát kiến nặng mi mặc hồ ơ khổ du này à, na khó chịu lắm nha. Thế mà tấm đen mà nhận phát tấm đắc nhận hồ à, mi ở kiến nhận kiến lăng đấy, cái chỗ chung này à, bị cái bác lúc con mì cùng cái bác tổ khăn bị cái bác tổ bà, bây giờ tức tối mình làm mà trên này mình tỉnh áo vi bay cầm áo khăn bay cuốn áo mờ tỉ phần mộ phần xa là chỗ chung mình đi giận tóc ca nhả tóc lái mình đi phạt thử luôn á, ra trên này mưa ai hết đấy mình phải tức bay của mình ngay bay ai mình đây được tức bay cô đây áo tầm đây nhận bác cô đây áo tầm đác bác nhận hồ bên này mình khẩu cái này ra mình mới tức bay nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từng thể chất ra khúc tía lên pê khúc khẩu khiến niên tí khẩu hàn chớ khúc khẩu khiến niên tí khẩu hàn xám bí siêu lung khăn xám mân tí siêu san mư tí phân mồ khăn xám tí mơ ổ phân xám năng bên này mưa phải hết bay ở bên trên này nè. Chúng mình dân tóc cá nhạc tóc lá trên đây là mưa ăn miếng để đi cái cá miếng luôn là cứ hết cả hạn mới cũng đầy nhưng mà phải tặng đi mà bắn tặng khăn mà đầy như này nha tức cả phí kỷ đấy bay nha tức cái can sơn can kỷ bay hố cái khăn mình mà tụi đấy ô như tức cái đấy như đấy ơ ra sáu cái phạm bay đấy sáu phạm thác khi tỷ non đấy cả ao cái lằng khẩu bay mình để khẩu bay kiếm mi đấy non mi đấy nhiệt tình nữa nha sa bưng sai tô ma bưng sa tô tiêu chân chư lao mơ ti phân mộ khăn sam lao mơ ổ phân san mà cái phần mộ của ông cụ bà cụ à có được đi đi chặt cây chặt cối gì không? Bà đây ông bố chồng bố để chặt cây chặt cối gì cuốc cứ vào không nó phạm về mộ nữa phạm về mộ bố ấy bố của ông ấy mình gọi bằng cụ ấy đây là bố chồng nhưng mà vẫn là phạm ở phần mộ phần san này đầy cột tóm hết cái lăng khẩu bay phạm khẩu vào cái phần mộ chẳng biết thế nhưng mà lúc họ thảm mà biết trăng gì nhỉ chắc lại lâu lâu thảm cái bà ơi nè ông bà bố mẹ như ban này à được đi hết khâu hết lại hết na rồi cái thứ đấy và tê thì trang giấy bảo mình đâu còn thầm cái này mình phạm mơ tỷ phân mộ đấy hết khẩu đi bay rồi một bộ cột bắn tôm vô sở mai hết khẩu bay đó thì mình đi phạm vơ mộ công ơ công mình dẫn lại mình đi hết thì mình đấy rồi na mình phạm mơ phân mộ phân sam sam chỗ này phạm mơ ăn tê á cứ để chụp đấy để cứ bình an cứ hết tiếng thôi nhưng mà xin lỗi mình khăn mình đi ra khám đi mình xử lụng khăn khám mình xử khám đấy bị ca mình nọ rồi bị này mình hâm nát lại mình hâm khổ du lại đấy mình mừng phải hết ăn lễ về ăn lễ khẩn tăng ăn pan khẩn xin về mình nó thì mà tức phí về mình đi lại nè tức phí tặng đi tặng khăn mà mình xin hèn nè đấy chất SP cái đấy hèn ta có ra ban này nè lễ mẹ sinh công sinh mẹ mổ mình cũng sang băng nữa nè cân này à mới băng lễ sang để băng lễ mẹ sinh nè mới mình chân phí băng lắm à hả anh nhau hết cả cá sang để băng này mẹ sinh bản xa na bản ta này cũng sang băng luôn sang khẩu bên đi sang cửa bên này sang hết khăn rồi mình vá bên này tẩy khăn mà rồi mình bay sang khẩu cũng bên bư sang cư cũng bên nằm mộ na mình phản ông mà tôi cần mình biết để hề nhá na vì này chết hết đi hết đấy không nhưng mình bị bớn lăng chắc khâu ti bên bư sang cư ti bên nằm bên này mình là sang khâu mình cũng đầy bên bư sang cư mình cũng bên nằm ra đó mình hết khăn lại cũng đầy lỗ rồi này.
đấy, nhưng mà ăn khăn này lạc bay à, thế này mừng thì cần mừng phải sáu khăn mà chính đấy với mới sáu khăn mới đấy đó. Sau vì tí má pan này khăn mà ở mình non tâm nga mà non bình sinh bên phải đây thì bên con thân chưa phụ siêu vì bảy cầm mau khăn thì bảy con xa ơ mình sinh bên phải đây bên con phạm bi bố siêu lông khăn phạm bố siêu than mưa non tâm ngầm chứng đẩy non bình phàm là phàm mơ phần mộ đấy nha, phần mộ của ông ấy mừng hết lễ đâu mà sự tốn bà với tạ mộ kiểu ấy bố lỗi nó sáu phàm là tạ mộ lại nhá, tạ mộ cái con tiểu xa bừng tay tố mà bừng xa tí tổ tiểu ta có lần phay mừng để áo cái lăng khẩu bánh mì phạm mơ tỷ lân say em ba quân về bếp một thiếp hai chàng một nàng hai ông nè đấy đóng bình vào lấy cái gì phải đóng vào đấy gần gần đấy phạm vào cái tá bếp ấy không biết đóng treo cái gì không phạm về tao bếp nữa nhá về thu phạm tao bếp nữa đi tao thu phạm mổ đi xong rồi lấy vía cho ông đi con chạy đi vô tội căn tại thế thần cho nó mới được nhá, năm nay chạy bạch hổ cam tài đi cho ông nhá, cam tài thế thân này nhân thế mạng đi nhá, 71 tuổi này nhá. Đầy tạc bên kinh khẩu đầy mạc ba kinh nằm đầy ma khô non tâm ngầm chứng đầy non bình bao vì lục bay cam bao khăn lục bên bay cồn cử minh na chân chữ non tâm ngầm non bình thỉnh bên phải đầy bên con mưa thập ao a mừng mưa thập ao ăn phước lở quần đây tự khất cho đi chỉ về lần tối nay mai nó dễ chịu không làm đi chân chớ ngô kê khẩu bạn này tàn cứ mì cứ phí ngô ký mà thư bên này nghe bên này tức bên này tức ngô ký bên này nè ít chừng hết xong khẩu mà nó xinh như bên hàm này bay cái nhìn nhà bên khẩu cái nà tôn ngài bay tôn lầu kê tiêu tai ai tiêu chờ mà cha tàng lầm bay đây lầm con non bên từng đường bên nằm tam bi bồ đầy siêu lung khăn tam bồ đầy siêu than lao bùa si ao vi bảy cam phu si ao khăn mình bảy cồn phu si ao vi mưa ti phần mù ta văn này mình ao a tam bi mưa ti ổ phần san đây về làm những cái thứ vật đây để đi là cho nó khắc được bình yên đi nhá không làm cái đây không được đâu. Cái đấy à nó là càng ngày nó để lâu quá nó nặng ấy nhá. Nhà phú sĩ áo ví mở cam áo khăn bê cồn này cái con cũng đấy tộn này hết khẩu này hết khẩu tỉ phân mũ phân sáng mình cũng tộn này mình cũng mắc cao này lâu ăn tỉ non tỉ nặng mình áo cái lăng khẩu bay này thảm này ai mình áo cái lăng khẩu bay bê đi đây mà cái để lắm đây phải sau cái phạm đấy chính đây sau mà phạm đấy vậy đấy có thì làm to không có thì làm nhỏ làm có khỏi gì được đấy có phải gì đâu có thì làm to lên mà không có thì làm nhỏ xin vía về cho đấy bây giờ về là nó cứ đau như thế ở khó lắm này cái tâm đen nhận tác tâm tác nhận đồ nếu mà làm được phải lôi về tổ mới được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba là sinh nông nè, nông cha ba nông thế hốc xám, hốc xám thuận vi hốc xám vi thuận chúng thành ma sát tân sát đồng sa bưng tái tổ ma bưng sa ti tổ đều sa môn chất phê gà tì mơ tì đâm tập đâm thi đâm đi đâm lại chứng là áo vi phổ phụ sĩ bay cắm áo khăn mình bày tồn đâm tập đâm thi đâm đi đâm lại vận này chừng và cắm khẩu bay xa cắm khẩu tàn thì ban chừng mình chỉ ao vi bay cắm ao khăn bay cuốn nữa cầu mì mình nè ao vi bay cắm cầu mì thình lông nè เอาวีไปกำเอาคันไปกลนเอาวีมือตีฟันหมูเอาคันมือโอฟันชานนะนะเท็ดไปอยู่ไหนใดเพราะเรื่องจ้าบาเรื่องเสียเจ็ดปีเล่นกุ๊กไต่เขียนถ้ากุ๊กไหนมันเข่าไต่เขียนเนียนมันเข่าไต่หามนะมึงไปไก่การไต่ที่เทินไก่เนียนได้มากไหมสามมันเจ็ดแพกลูกก้อนแบบไทยมาซาหรือจ้าก็เป็นนาซึ่งซึ่งนงเนี่ยนะผมไทยขันมาช้าขันเหนือลงมาอันนวลมือหงุกหงิดจับเนี่ยผมมีหุ่นออกมาแล้วไทยนี่ไทยหุ่นนี่ยังหุ่นหนึ่งมือหงุกหงิดเนี่ยชิ้นใดบางมันเป็นหยาบเขาเคยเนี่ยแล้วจิ้งบีกันได้โรคปุ่งว่าหุ่นจ้านี่มายังมีหุ่นหนึ่งมีหุ่นใดมีช่องมันไหลเออนะห้ามไปเดียวไทยหุ่นจ้านี่มายังไม่อันนุนช้ามึงเจ็ดเพลงเองนี่มาอันนุนมึงมีหุ่นใดเด้ออันนุนเนี่ยเอามาไม่ช่องไปถึงตีถึงตีสีถึงตาเลยนะถ้ามีบ้ามึงไทยเจ็บเตะไม่เฉยมิเจ็บอ่ะท้ายมือโง่ตาวการเชิญกี่เจ็บตอดลายอ่ะนะแล้วไม่เฉยบินเทิงที่ให้หลังแกเกินมึงลูกก้อนในไทยแต่ไม่แก้เก่าน้ำไปแกค่อยโง่ตาวการเชิญกี่โศกออกโจมาแล้วแก๊กมันไปที่ใดจะไม่แก๊กมันช่างใดนี่ยังอันหุ่นไหนมีออกมาใดมีช่างโดสามมันเจ็ดเพกอะนะมือแห่ใดนี่เพชรเดี๋ยวไว้แค่เดี๋ยวช่องมันเกิดไปที่ใดนะออกมาแก๊กไปนี่แก๊กทุนไปที่ใดนี่มีจิบเห็ดเห็ดมีช่างทุนคำตูลาวไต่โคมันไหนมึงจะฝ่ายมีคลิกใหม่ใบใดเก่าขันลงอยู่ใต้ใบไทยกระฟองที่คอยอันโง่กี่ออกมานะไทยเจ็บตอดไรโคไรไอ้ชิ้นไหนไทยออกมาเตะไปชื่อไปจริงใดนะน้องตูเจอไปจริงใดใดในมันจริงใดต้นไม้น้องซายังมีลันเบ้าห่อเรื่องจาบาเรื่องเสยีดังยี่สิบปีเรียนคุกว่ามีเกณฑ์เนียนบอกใส่คนงานบ้าได้คนเกลียวเอ็งหลุกเบ้าในหนีชิบปีเนี่ยเอ็งในกลุ่มคนงานกลุ่มคนเขียวไล่นะตอกเสร็จกลุ่มในทงไล่นะเอ็งวังลำเนี่ยแต่หนีชิบปีเนี่ยนะปีไหนให้แต่หนีจี้ได้เป็นเนาะให้กลุ่มได้ดีเนาะนะยิ่งมาบรรดาเกล่ามันไปนี่ปีไหนไปมันนี่มันในว่าไปเรื่องง่ายนี่เราคงแค่ตันเล่เองหลายหาดหลายเช้าหรือมันปีไหนปีหนาไปหรือมันแต่มันไปมันทำแต่มีคงมีเวียดมันนะทำด่าเธอนะไอ้ที่อะไรนี่อันกันมันกลุ่มทุ่งมิงกลุ่มคนงานกลุ่มทุ่งมิงเออกลุ่มคนกลุ่มจ่อยยาเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้คือมันไปมันไอ้ไปหลายมันไปตันต้องลุยใจมันเฮ็ดไอ้กินนะมีจึงมีได้เออนะยังไงแม่ไปเราอยู่จ่ายหาไปมันเฮ็ดปางเราจะจ่ายไปมันเลยนะต้องท้องกันท้องกันหน่อยแต่ไปมาหน้าไปตึนหน้าตามวีอาโบได้ชิวลงกันสามโบได้ชิวท่านเงินใส่เตรียมต่างกิมเงินบางบากเต็มโลคัดเข้าไปเหือเรื่องจาบาเรื่องเสยีดังเจ็ดสิบเอ็ดปีนินคุกคัดจำกี่ตีตังจำบางตีโลกระมือเสือปีออกก็ระตึงหน่องออกในมากระมือผู้สีโบเอาพี่ไปกำผัวสีนงจาโบเอาขันมันไปโกนพี่
ơi mà nhập xác chứng đầy linh, mà nhập thân chứng đầy du non tâm ngầm chứng đầy non về nhà. Tam mê bồ đầy siêu lùng khẩn tam bồ đầy siêu sang. Ra lúc con mi sử tan cậu cân này thai chép với con trù cùng thai chép đầy chép lai. Ông nội thì chinh bà bé cũng để chấp lai để tốt lai. Thế cái lúc nó mừng tổ tao mới ông cụ thầy bà sao ta lúc con này à ông mai hết nè, hết thử mẹ mừng nè, ra mừng mới thấy ông nội mừng à. Ờ ông nội đi, ông nội cũng được đau đớn mới chết nè, không phải gì à. Đây mấy người như thế sao cũng làm hết đi, không ở một nhà nhưng mà nó về vào người nhà nào nó có phải vào làm ở một nhà được không? Nhưng như bây giờ cháu về ấy, cháu làm ấy, nhà cháu này thay mẹ cháu này, cháu phải thay cả ông nội bà nội cháu lên thì nó mới lên cùng nhau. Cái này cái ở bảo là ông chết nhà nào mới làm nhà đấy không phải đâu, nó theo vào nhà nào nhà đấy phải chịu. Ta nghe làm đi rồi con nó đến khổ thế đâu, chẳng qua là bố đẻ mẹ đẻ không làm được à. Bây giờ con dâu cũng chết cũng đau đớn rồi, cũng vào quỷ hết rồi. Bây giờ làm thì nếu mà cháu về cháu không tiếc của tiền, cháu làm cái khóa lễ này hết đi thì được sạch sẽ cả trên xuống dưới, con cháu được bình an mãi, đi làm ăn nước ngoài đi nọ đi kia cái gì nó cũng được hoàn hảo, nó không dính vấn vướng vào cái khác nhá. Cứ để như thế này không được đâu, cứ thay cứ làm cái đứt đoạn đi cái nọ cái kia, nói chung là bố mẹ chả làm lên thì con thì làm lên cái gì, nó lung tung lang tăng như thế hả nha. Nếu làm chuẩn thì phải làm một lần là phải lên đấy, anh làm lên hết nhà mình lên thì mình mới được bình an này, sao cũng chịu làm hết thật rồi, cứ làm dơ dáng dáng. Thế mà trong khi đó bố cháu là con trưởng, thế bây giờ bố mẹ chờ bố cháu gọi là ông nội bà nội này thì phải làm ở nhà cháu, còn làm ở nhà nào? Bố mẹ còn không lên cứ đòi lấy con lên cái gì đó đấy, sai là sai nhiều vấn đề. Nếu mà được muốn được bình an năm nay nữa sang nào từ nay trở đi ấy, cháu là chỉ cần về làm cả ông cả bà cả mẹ chồng các thứ này lên đấy, mình phải chuộc nó lại hao lại hết từ chỗ khẩn mà mình chính đầy đầy toàn thái mượt ngô tạo căn sân kỳ lại này. Cứ bảo hết đấy kín đô dùng ngân sen của mi, nhưng mà lao của mi hết ăn rồi giường âm này mới mi chữ cả đấy bữa hà nữa. Nếu mà hết đấy phải hết bên ấm hết thùng này lớp trứng băng cái lệ bay các bạn này cầu lục dài cái lục bao lâu bay hết kín mình chính hảo này, chính có đường làm ăn này, được mọi người yêu mến này, học hành thông thạo này nhá, làm cho nó đi làm đi ăn nó cũng đạt được tiêu chuẩn. Nhưng mà khổ nhất là muốn làm được ấy, để cho các con cháu mình đi không vào cái gì ấy. Năm nay thằng này thì nó không có hàm đâu nhá. Đấy, nhưng mà sang năm mà mừng mi hết đấy à, mất khảo căn sư tổn sang năm 21 tuổi khảo căn sương tổn mình. Thế là mày không làm trước đi cho nó không cãi đi, không làm cho thì kiểu gì đi ra ngoài nếu nhà nó gặp họa thì làm thế nào. Thế mình làm được sạch cái nó đi đâu cũng được bình an. Nhiều người cứ không làm được xong rồi con cứ bảo vô trí vô chất, trong đến lúc đi nước ngoài mới gặp tai nạn ở bên đấy về mới rên cái gì đấy, là cái chỗ hơn nào nè mất sang tay ạ. Đấy ăn chỗ thiên lương này sang số tắt bay ơi. Ờ thế làm thì mình làm hết đi rồi để làm gì, nhưng mà mình phải sổ con khổ sổ khô sổ y mừng mẹ mừng nè mẹ chồng mừng nè mừng sổ mà kẹt phí sư bay xịn xúc bay mừng áo mà nên mà chính đây đấy, thế nó không dương vướng vấn vào ai mừng đi chưa hết. Cứ bảo là áo thén mà hết có thén mừng sổ mừng bông cứ ơ các thén phải mi tăng khay mừng tăng má hết nên mà chính đây mừng phải mi bổ tả mặt thì cứ thén ông cụ là gì bà là gì mất ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu sinh ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu làm đúng tên đúng tuổi nè người ta mới được hưởng cái đấy nè, vị ông có chịu làm đâu, cứ làm đưa lên là không biết đưa vào chỗ nào đưa đi đâu, mất sống mất không có không có giấy tờ không làm được đâu, riêng thế nó làm nó có làm nhưng mà nó không làm được. Sao không được chồng cháu là được bao nhiêu tuổi bố mình phải chờ
chết bố đầy bình nhà này. Sinh năm 81, năm nay được 44 tuổi.